chúng ta đang đến với đợt chạy chung kết 100m nữ Lê Tú Trinh ở đường chạy số 3. Vận động viên của Việt Nam sẽ có mặt ở đợt chạy chung kết này. Chúng ta chờ xem Tú Trinh sẽ đạt được chiếc huy chương vàng hay không ở đợt chạy này 100m nữ. Đây là vận động viên của chủ nhà Philippines, John Rose Corrales Nelson, bàn số đeo 0067 ở đường chạy số 2. Và Lê Tú Trinh ở đường chạy số 3, bàn số đeo 0958. Vận động viên tiếp theo đó là Christina Marie của Philippines, mang số đeo 0063. Đường chạy số 5 đó là vận động viên Uma Chatha. Đường chạy số 6 đó là vận động viên Malaysia Zaidatun Huniat Zulkifli. Và đường chạy số 7 đó là vận động viên của Singapore Pareda Veronica. Và đường chạy số 8 đó là Supawan Thibat, một vận động viên của Thái Lan. Đường chạy số 9 đó là Avin Tehupari, vận động viên của Indonesia. Một trăm mét nữ đợt chạy chung kết. Như vậy đến lúc này thì Điền Kinh đã có được hai huy chương vàng đều ở cự ly 1500m. Các vận động viên đang chuẩn bị bước vào xuất phát ở cự ly 100m nữ đợt chạy chung kết. Ta chờ xem Tú Trinh đang băng về đích chăng. Một vận động viên bám sát cô, như vậy có vẻ như Tú Trinh là người đã có được chiếc huy chương. 11 giây 56, vận động viên của Philippines cũng bám rất sát cô nhưng không thể về nhất ở cự ly này. Vâng, như vậy là Tú Trinh đã giành được chiếc huy chương vàng với thành tích 11 giây 54. Một lần nữa chúng ta xem lại đợt chạy chung kết ở cự ly 100m nữ của Lê Tú Trinh. Cô đã giành được chiếc huy chương vàng.
Có thể nói chiếc huy chương vàng này đã bù đắp rất nhiều cho Lê Tú Trinh sau khi cô hụt chiếc huy chương vàng ở đợt chạy 200m nữ. Ta thấy là vận động viên Mercedes 0063 bám rất sát Lê Tú Trinh. Khi về đến gần đích, tưởng chừng như vận động viên này cũng đã có được chiến thắng. Tuy nhiên rõ ràng là Tú Trinh đã xuất sắc hơn. Chúng ta cùng nhìn lại kết quả Lê Tú Trinh của Việt Nam về nhất 11 giây 54, kế đến là Christina Marie Knott 11 giây 55, và thứ ba đó là vận động viên của Singapore Santi Veronica Pereira 11 giây 66. Chúng ta thấy là kết quả mà Tú Trinh đạt được chỉ hơn 0,1% về so với vận động viên về thứ hai và giành huy chương bạc, đó là vận động viên của Philippines